nam bệnh nhân 45 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn, vàng da kèm nôn. Khai thác tiền sử cho thấy anh đã phát hiện mắc viêm gan B cách đây 10 năm. Anh còn bị u lympho tế bào nhỏ, đã điều trị hóa chất 6 đợt. Một năm trước, anh điều trị thuốc kháng virus viêm gan B. Tuy nhiên, 3 tháng gần đây, anh tự ý bỏ thuốc điều trị và chuyển sang uống thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau uống, anh gặp phải triệu chứng như trên và có chỉ định nhập viện để điều trị. Tại bệnh viện, người này được chẩn đoán suy gan cấp và bán cấp, ung thư hạch lympho, viêm gan virus B mạn, hôn mê gan. Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, người đàn ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy gan nặng, bác sĩ phải cho đặt ống thở máy, tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Được bác sĩ giải thích tiên lượng nặng, gia đình bệnh nhân đã xin về chăm sóc tại nhà. Bác sĩ Phạm Văn Phúc cảnh báo, thời gian vừa qua, đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy gan và hôn mê gan rất nặng do người dân tự ý bỏ thuốc kháng virus để dùng thuốc nam, thuốc bắc. Bệnh nhân viêm gan B cần được đi khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm, viêm gan. Qua đó, các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và phương án theo dõi kịp thời. Người bệnh tuyệt đối không được dùng các loại thuốc nam, thuốc bắc, thực phẩm chức năng khi chưa có tư vấn của bác sĩ trong điều trị viêm gan B. Thông tin về căn bệnh này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, trưởng khoa khám bệnh cơ sở Kim Trung, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết. Khi mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị nhiễm virus gan B thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám xem mình ở giai đoạn nào, có cần phải điều trị hay không. Và chúng ta ghi nhớ là viêm gan B là một trong những căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan tại Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ phải tầm soát ung thư gan cho chính bản thân mình. Như vậy, một người bị nhiễm viêm gan B thì sẽ phải khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần. Mỗi lần xét nghiệm sẽ được tầm soát chức năng gan, sẽ được xét nghiệm chức năng gan, đếm tải lượng virus để đánh giá giai đoạn bệnh và tầm soát xơ gan và ung thư gan. Từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị hoặc là theo dõi thích hợp cho người bệnh. Vâng, mặc dù là viêm gan B có rất nhiều biến chứng như vậy, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Dựa vào các cái phương pháp điều trị hiện tại thì hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng được các biến chứng của viêm gan B như xơ gan, suy gan và ung thư gan. Hiện tại phương pháp điều trị thì có hai phương pháp. Một là phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch. Thì hiện tại các cái thuốc về liệu pháp miễn dịch thì hiện tại không sẵn có tại Việt Nam. Tuy nhiên ở trên thế giới thì mọi người vẫn có thể sử dụng phương pháp này. Thế còn phương pháp sẵn có tại Việt Nam chính là uống thuốc kháng virus. Chúng ta uống thuốc kháng virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa và ngủ yên trong tế bào gan. Đồng thời dần dần là sẽ được loại trừ dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan. Và khi chúng ta ức chế được virus viêm gan B thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan, không bị các biến chứng và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta. Viêm gan B là một bệnh mặc dù không chữa khỏi hoàn toàn được nhưng có thể chữa khỏi chức năng. Và việc chữa khỏi chức năng chính là việc uống thuốc kháng virus. Khi chúng ta uống thuốc kháng virus lâu thì sẽ đạt được mục tiêu là chữa khỏi bệnh chức năng. Và sắp tới với sự phát triển của y học thế giới thì sẽ ra rất nhiều loại thuốc mới tác động đến nhiều khâu trong quá trình sống của virus viêm gan B, trong đó có cả khâu về miễn dịch. Thì với các phương pháp mới này, hứa hẹn trong vòng 4 đến 5 năm nữa chúng ta sẽ có một liệu pháp chữa khỏi chức năng cho người bệnh viêm gan B trong thời gian khoảng từ 1 đến 2 năm. Việc tiêm vaccine viêm gan B để phòng bệnh thì chỉ có ý nghĩa đối với người chưa nhiễm viêm gan B. Tức là khi chúng ta chưa nhiễm thì chúng ta phải tiêm để chúng ta có được miễn dịch và chúng ta sẽ không bị mắc bệnh trong tương lai khi chúng ta tiếp xúc với nguồn lây. Thế còn đối với bệnh nhân đã bị rồi ấy, thì tiêm sẽ không có ý nghĩa, bởi vì chúng ta đã bị rồi, cho nên chúng ta chỉ còn cách là đi khám, theo dõi và điều trị thôi. Vâng, ngay khi bạn đang mắc virus viêm gan B thì bạn hoàn toàn có thể giữ gìn lá gan của bạn khỏe mạnh bằng cách là có một lối sống lành mạnh này, chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý này, tránh thức khuya, chúng ta phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày, tập thể dục hàng ngày đều đặn và chú ý là phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, ít nhất là 6 tháng một lần. Mỗi lần khám thì cần phải kiểm tra chức năng gan, tầm soát ung thư gan và đếm tải lượng virus. Và khi mình có dấu hiệu cần phải điều trị thì cũng phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đều đặn. Thì như vậy, dù bạn có bị nhiễm virus gan B thì bạn vẫn có một lá gan khỏe mạnh và có cuộc sống chất lượng như mọi người bình thường và có tuổi thọ như người bình thường.